Chính sau này thì sau cái năm 68 mà chúng tôi đi, tôi đi lên 68 thì vào 3 giờ chiều thì chúng tôi đến sông Bô Cô. Thì sau sông Bô Cô ấy thì chúng tôi được lệnh quay lại. Thì đúng đêm hai nó đánh từ đầu đội hình đến cuối đội hình chúng tôi, như vậy là coi như là 3-20 chúng tôi, như mấy cái can đảm coi như mấy đơn vị tôi là coi như gần hết. Thế tôi bị thương thì đưa về viện một. Thì sau khi viện một điều trị khỏi cái thì tôi bắt đầu đi về Cầu Lầy, tôi học cái lớp khóa huấn luyện đặc công. Từ bấy giờ là tôi về sư đoàn một. Tức là bác Hùng bắt đầu đi học đặc công sau khi bị thương. Vâng, sau khi bị thương của nó đưa năm đầu năm 68 là tôi đi học đặc công. Sau khi bao lâu thì bác học ở trong đó thì rất ngắn đấy chị ạ, học trong chỉ 3 tháng thôi, bởi vì nó là cấp tốc mà, để đánh chủ yếu là học một nét cơ bản, không như ngoài này chủ yếu là học là cái động tác khom thấp, khom cao, bò rồi gỡ mìn tiền nhập, thế rồi như vậy là vào tiền nhập vào để như vậy là đo nha, xác định nấu cốt, nấu chu mai, thế rồi như vậy là học thêm như vậy là cách nhận biết bản đồ, rồi dùng địa bàn đi góc phương vị, chứ còn nó thực như võ thuật như ngoài này là bọn tôi có được học đâu. Vâng, chủ yếu là học cơ bản. Thế thì sau đó là học xong cái là lại bổ sung nó về. Tôi này may là tôi lại về sư một. Sư một thì ở cho đến có lẽ là cho đến khi ra quân thì cũng vẫn là sư một, bởi vì tôi đi trung đoàn khác, nhưng mà sau khi tôi bị thương thì cái sư một là vào chỗ anh Ngôn này, thì lúc đó là lại đi vào An Giang. Thế tôi bị thương ở Hà Tiên thì sau đó người ta cáng sang Campuchia điều trị, xong là tôi về đấy. Thế thì ở đấy nó không có một cái nơi điều trị nào nữa, thế là chúng tôi cứ phải ở, nói chung là sư đoàn một nhưng nó cứ cụm với nhau. Thế thì còn đơn vị tôi thì vẫn ở lại Hà Tiên. Thì vậy là sau này bác lại còn tham gia cả bên Campuchia nữa. Vâng, tôi về Campuchia năm 1972 là tôi ở Campuchia mấy ngôn. Thế thì ở Campuchia thì chúng tôi không phải đánh nhau, nhưng mà chúng tôi phải đi càn, tức là đi vào cái lúc đó là nó đánh mình ấy. Nó bắt đầu nó có cái khẩu hiệu là bộ đội Việt Nam sắp về nước ấy, cái khăn mặt cũng lấy đấy. Thế thì tôi là bác nói là năm bao nhiêu, cái lúc đó là năm 73 72 đấy, 72 hay 82 72 72 73 tôi mới ngôn là đấy, là mình đang mè, lúc đó là Khmer đỏ. Không, Khmer đỏ. Non non là đúng rồi. Không, đánh non non thì báo lên vậy nhá. Non là đúng rồi. Tôi thì chính thức là tôi đi thọc sâu đi U Minh. Tôi đến Hòn Đất Dị Sứ thì đánh Hòn Me. Đánh Hòn Me xong thì chúng tôi được tin là non non nó là đổ xia lúc. Đấy, thì tự nhiên đơn vị tôi lại được quay về Hà Tiên để giữ như vậy khu vực Hà Tiên. Thì là đơn vị ông Ngôn này và sư một là sang để đánh giải phóng ở bên Campuchia. Thế thì sau thì tôi lại bị thương ở đấy thì tôi sang lúc này là Khmer đỏ là đã ấy rồi. Thì chính cái hôm mà chúng tôi là ở đấy thì là Tà Mốc ủy viên trung ương đảng, là cái đợt thế là đơn vị là T-40 là chuẩn bị đi đánh cái trận Tây Nam để cướp lại hai khẩu cối 120 đó. Thì như vậy chiều hôm đó là Tà Mốc ủy viên trung ương đảng là đến thì xin lỗi và yêu cầu xin lỗi gì đấy. Ơi thì Tà Mốc ủy viên trung ương đảng nó đến, thì sau đó thì nó mới mở cho con, nó mới thống nhất với lại bên mình mở con đường, thì tôi mới anh Ngôn mới đi ra Tây Ninh đấy. Cũng rất may thì năm đó là năm 72 thì tôi mới Ngôn là vẫn còn ở đấy. Thì sang năm 73 thì tôi mới Ngôn lại về Nà Gò xóm giữa rồi, xóm giữa gọi là chỗ huyện Tân Biên, cái xóm gì là trong cái bài viết của chị ấy, là có cả xã cả ấy rồi đấy. Là bài viết của chị có nói về một số cái đơn vị là nó ở đây, à không phải của chị, lính Hà Nội ở miền Tây thì ở đấy. Thôi bây giờ chị ạ, tôi vừa nói vui với chị một câu là chị thì chưa biết tôi, nhưng mà tôi thì lại gặp chị quá nhiều trên màn hình, thì tôi lại cứ hay dỗi tôi hay xem. Thế bây giờ như vậy là bây giờ xin lỗi là tôi bây giờ cháu nó học nó gọi rồi, nó tan rồi.
thôi lúc khác thôi xin cảm ơn tôi phải ra chuyến. Tôi thì hay xem mạng cho nên là gặp chị quá nhiều. Vì vừa hôm qua vừa nói bảo gặp chị như vậy ở trong anh hùng Nguyễn Thanh Khối ở Quảng Nam. Thế thì lúc khác gặp cảm ơn các chị nhé. Như vậy là bác Đỗ Xuân Hùng sau khi về bây giờ thì đang làm nhiệm vụ của một người ông bố mẫu, tức là đưa đón cháu đi học. Và vì thế mà chúng ta phải chia tay với bác Đỗ Xuân Hùng. Và bây giờ thì em xin mời bác Nguyễn Văn Tuyển ạ. Tôi thì nói chung là cùng đơn vị, mấy anh em tôi cùng đơn vị cùng nhập ngũ ngày 30 tháng 11 năm 66. Thì khi đấy hành quân xong vào huấn luyện xong thì năm 67 vào đến ngã ba Đông Dương thì bắt đầu là bổ sung anh em, mỗi anh em mỗi nơi, mỗi đơn vị, cho nên là cũng không mỗi và mỗi anh một nhiệm vụ. Anh thì DGZ, anh thì bộ binh, anh thì vận tải, là phân rất nhiều công việc của người lính. Thế do tôi thì được phân công về vẫn được, nhưng mà về cái đại đội 17 vận tải chuyên môn phục vụ chiến đấu là coi như là đạn dược rồi thì là gạo nước rồi thì là tải thương. Trong nhiệm vụ đấy là coi chúng tôi là trong chiến dịch này chúng tôi cứ thiếu đạn thiếu gạo này chúng tôi lại về khu vực hậu cứ lấy gạo ra. Thế đến khi chiến dịch đánh nhau xong rồi trong trận đánh thì chúng tôi lại vào tải thương về hậu cứ. Tinh thần nhiệm vụ của người vận tải là lính thì như thế thôi. Xong khi đánh xong đốc tơ tân cảnh thì chúng tôi lại điều động đi về là đơn vị rút đi đồng bằng. Thế nhưng mà cuối cùng như thế là cái đơn vị cái tiểu đoàn 4 là được phân công ở lại để giữ Tây Nguyên. Thì cái tiểu đoàn 4 này ra đến sông Mô Cô là bị rắn điệp nó ấy là bên hai đánh coi như là xóa sổ cái tiểu đoàn 4. Thế sau khi tiểu đoàn trung đoàn lại điều cái tiểu đoàn 6 tôi ở lại thì trung đội vận tải tôi này coi như là tôi điều động lại cái trung đội vận tải tôi là đi phối hợp với cái tiểu đoàn 6 nên là cứ giữ ở Tây Nguyên coi như thế là từ năm tách khi mà năm 67 cho đến lúc tôi ra là năm 74 là tôi ra là vẫn cứ ở Tây Nguyên ba cái tỉnh đấy. Thì đơn vị tôi sau thì khi giải phóng cái thì là bọn tôi như thế sát nhập vào mía tỉnh đội Đắk Lắk thì gọi là ba trung đoàn 350 gì đấy chả biết, nhưng mà trong cái giai đoạn thì bọn tôi phục vụ đấy thì cũng nhiều cái gian nan lắm ở vận tải, nhưng mà thì cái anh đi lấy liệt sĩ đi lấy tử sĩ là cái loại vất vả nhất, khi bò vào hàng rào để lấy tử sĩ ra thì đơn vị tôi thì là bán đơn vị bán đặc công nên nó phụ thuộc một tiểu đoàn nhưng mà lại phụ thuộc coi trực thuộc bộ tư lệnh đoàn B3, cho nên một mình một tiểu đoàn đấy đại khái đi phối thuộc với thằng 95 này đi chiến đạp với thằng 66 này là toàn đưa vào chỗ rắn là nó đưa toàn đấy. Chúng tôi khổ nhất là đánh đường từ thì đi Lê Cu đi Công Tum là cái giai đoạn đánh đường là vất vả nhất vì hai bên đường nó tráng ra hàng 3 cây số như thế là nó sạch nắng hết, mà chúng tôi coi như vận động từ 3 cây số khi mà trinh sát báo này về là đủ điều kiện để đánh được cái đoàn xe đấy rồi thì vận động ra đánh này chạy từ 3 cây số từ đấy ra đến đường đánh có trận như thế là coi như xóa sổ hẳn một đại đội luôn. Để đại đội đánh chính diện là coi như là xóa sổ cái đơn vị khóa đầu khóa đuôi, nhưng cái đơn vị chính diện là coi như là xóa sổ không còn ấy nào. Riêng thì còn sót lại có trận ác liệt đến mức độ đấy, còn những trận thì lại thắng lợi oánh như thế là cũng oánh hơn 100 xe rồi để bắn máy bay rồi cũng đủ hết. Vì đơn vị tôi là đã đơn vị trực thuộc nhưng mà nó tiểu đoàn độc lập nhưng mà nó bố trí nhiều lắm. Một đại đội đặc công này, 3 đại đội bộ binh này, 1 đại đội trợ chiến này, đại đội pháo này. Nên là coi cuối cùng là đại đội thông tin này là đủ hết các cái bộ phận như nên thành lập một như là một chiếc trung đoàn thiếu thôi, một tiểu đoàn nhưng mà cuối cùng bố trí như thế là rất lớn trực thuộc bộ tư lệnh B3 luôn. Thế tinh thần chung như thế là chúng tôi đánh sau năm 70 chúng tôi đánh sang Lào sang đây đánh cả bên Campuchia thì là đánh ta keo nó phát đánh xong lại rút về. Thế xong là năm 74 73 thì tôi bị thương thì xong rồi cuối cùng bây giờ chúng tôi đều anh em đây là 3 anh em đều là thương binh hết. Em có nghe là bác là vận tải, tức là cái đơn vị vận tải hay mình là lính vận tải?
đơn đại khái là đơn vị đấy là tiểu đoàn đấy là thành lập ra một đại đội, một trung đội vận tải để phục vụ là chuyển đạn gạo nước rồi thì là tải thương. Mà đấy là đại bác đội là, bác là làm vâng đấy vâng nhiệm vụ của tôi thế. Nghe cái tiểu đoàn của bác cũng kinh nhỉ. Vâng, vì nó độc lập mà chúng tôi độc lập lắm. Vâng. Đại đội tiểu đoàn tôi độc lập nhưng nó trực thuộc bộ tư lệnh 13 luôn mà. Ví dụ như là nói về cái truyền thống của tiểu đoàn ấy thì bác có thể giới thiệu một cái đơn vị của tôi thì nói chung chung là coi như tiểu đoàn tôi như tuyên dương anh hùng lần thứ hai rồi. Thế ạ? Hai lần anh hùng. Vâng. Nhưng bây giờ là coi như thế là sáp nhập với lại thằng Đắk Lắk, bây giờ là tỉnh đội Đắk Lắk, bây giờ nó thành lập trung đoàn 350 thì coi cuối cùng là coi như là cái phiên hiệu của cái tiểu đoàn 6 là coi như thế là mất không còn nữa rồi. Thế còn bây giờ này như là bọn tôi như thế là ông Đức Cụt này, còn này ông ấy cứ vấn là bọn tôi là gặp ông Đức Cụt này, ông hay gì vừa mới chết vậy. Các tướng tá này coi như gần gần tôi lắm. Đặt mà nói chung là các ông ấy Hồng Thảo bọn tôi biết hết mà. Trong chiến dịch này bọn tôi biết hết trong các ông ấy. Hai lần anh hùng. Vâng, hai lần tuyên dương anh hùng. Chắc chắn là sẽ có những cái chiến công rất là xuất sắc. Vâng, anh ấy coi như thể bám vào vùng coi như thế là chúng tôi là đánh đường nhiều. Bám nhà trụ coi như thế là giữ ấp từ năm chúng tôi là coi được phân công trở lại từ năm đấy đánh chúng tôi đánh vào như là đánh 568 là bọn tôi đánh vào thị xã Lê Cu. Đấy là đánh là trong nơi cu xong là cũng bị lộ xong là bên cánh phía thì chúng tôi lại rút ra. Thế nên cuối cùng mà đơn vị tôi đánh nhiều trận lắm. Đức Cơ đánh dứt điểm là đồn Đức Cơ, đánh Thanh An, rồi là Chư Nghé là bọn tôi đánh kinh lắm bọn cái đại đội, vì nó cũng có một đại đội đặc công ấy. Cũng coi như là đại đội công nên xong đánh xong rồi rút ra là đưa bộ binh đi giữ. Thế cho nên là cũng đầy đủ các cái binh chủng của cái tiểu đoàn đấy. Bác giới thiệu một cái trận đánh cụ thể ngay từ đầu đến cuối xem. Trận đầu đánh tôi nói đánh Thanh An. Đánh Chư Nghé. Chư Nghé thì có cái trận đánh như thế này từ xưa nên này đại khái là ngày xưa là mình cứ có cái chân trong ở trong mình trong đấy cái bộ phận nằm ở trong đấy giờ này mình cứ vào liên hệ nó để đánh cái Chư Nghé này. Thì là coi như thế là dân thì cứ bảo như thế này nó cứ nghỉ nó lộ là coi như dân là cứ đến chiều bảo đánh Chư Nghé thì là bắt đầu là dân người ta xuống hầm hết không đi làm nên là bị lộ, cứ bộ đội xuất kích là bị lộ. Thì sau khi rút kinh nghiệm rồi là coi như là mà khi nào bộ đội mà xuất kích và đánh nhau thì là dân là cứ thế xuống hầm mà có như thế là có ký hiệu nhau là coi như là không đánh vào dân nữa, đánh ở trên được không vào đánh nữa. Thế này cuối cùng như thế đánh thắng trận, như đánh trận hôm là mùng 2 tháng 9 thì ông tiểu đoàn trưởng tôi là ông Nguyễn Xuân Bính, ông người Nam Hà. Thế anh em cứ bảo thế hôm nay mùng 2 tháng 9 thì thủ trưởng cho anh em ăn mùng 2 tháng 9, người bảo ông bảo anh em tất cả lên trên đồn bốt ăn mùng 2 tháng 9. Thế hôm bây giờ là coi như đánh đêm mùng 2 tháng 9 đánh dứt điểm mùng mỏ 1. Thế là bắt đầu như là đơn vị đặc công rút ra đưa bộ binh lên. Thế là đêm thứ hai này tiếp tục đánh tiếp mỏm 2 thì bắt đầu lên mỏm 2 đánh lên cái mỏm 2 của cái đại đội pháo đấy thì coi như là nên anh em đánh lên nơi thì coi như bọn pháo binh của nó này xích hết chân vào pháo ấy, nó giữ không cho chạy. Nó xích hết nó vào pháo ấy. Thế nên mình mà đánh ngay cái trận đấy phải nói là cũng kinh khủng luôn. Tức là đây, cái đối tượng mà bị xích chân đấy là người Việt hay là người Mỹ? Toàn người Việt đấy. Toàn người Việt nó xích trên đồn bốt ấy, nó coi như thế là cái đồn của nó, cái trên đồi cao của nó toàn pháo cho nên là nó xích hết chân lại. Thì khi mình lên như vậy là thầy bắt tù binh. Vâng, bắt hay tù binh. Thì khó hỏi xem vì sao mà bị xích không ạ? nó sợ chạy nó xích hết. Tức là bị cưỡng bức xích. Vâng, phải xích ở lại không thì là nó sợ là mình đánh mạnh nó bỏ nó chạy. Cho nên nó xích lại. À, bây giờ đến lượt bác chủ nhà anh Ngôn. Em rất là muốn được nghe về cái trận Ba Chúc. Ba Chúc thì nói thật với anh chị là nó cả tập trung vào một trung đoàn. Dạ. Nó rộng, cái hồi là cấm cờm đất nó hơi rộng cho nên nói hơi chản man được. Dạ. Và việc đấy cả một xã mà mình cấm cờm đất để dạy dân cho nên nó phức tạp. Hôm ở trên dưới về của trung đoàn 101 trên dưới cây đại đội đặc công trên dưới gần 200 người hy sinh khu vực cái này không phải đơn thuần.
Thế nên nói chuyện ba chút thì nó nhiều quá cho nên nó rộng. Tôi thì quan điểm của tôi như này chứ. Tôi thì khi tôi ở miền Bắc vào nơi thì tôi bổ sung là cái chung là đoàn 66. Thời xưa chúng tôi mới vào học đấy thì là cái tiểu sử của đoàn 66 trước kia nó chống Pháp là cái tiểu đoàn Tí Con. Thế sau này nó đánh Bờ Lê Me, sau nó gọi tiểu đoàn Bờ Lê Me. Sau này nó vẫn là cái gọi là công trường 1, nông trường 1. Thế cho nên là về sau này lúc đó tôi bổ sung vào trinh sát của tiểu đoàn 7, lúc ông Bá Thước, ông làm tiểu đoàn trưởng. Trong cái thời gian ở B3 thì nói thật với chị, cái thời gian là chuẩn bị chiến dịch Đắc Tô là một cái thời gian rất vất vả, đói, rét. Rồi thì số mà chết về bệnh sốt rét cũng nhiều, anh em đói cũng nhiều. Anh nào mà tốt lắm là đi tải gạo và ăn bữa no, còn không là hầu hết là lúc đó phải đói. Mà tải đạn từ Gia Lai, từ Gia Lai chỗ khu vực Cầu Lầy mà lên đến Cung Tu là thời gian phải trên dưới phải mất 3 ngày, 4 ngày đi nữa. 4 ngày về, 4 ngày đi nữa, tải gạo lên nơi và nối hết đưa vào. Thế cho nên là khi đó tôi về trung đoàn 66 thì tôi về bổ sung cái tiểu đoàn 7, về cái B chính xác của tiểu đoàn 7, Bá Thước là tiểu đoàn trưởng. Thế sau này là chiến dịch Đắc Tô thì nó nhiều lắm, rộng lắm, bởi vì nó đánh tràn man nhiều. Lúc đó tôi trinh sát thì cũng chủ yếu là dẫn bộ binh là đến các điểm đó. Đấy, cái thời kỳ mình đánh Mỹ thì lúc đó nó thật với chị, 5, 6, 7 lực lượng mình quá ít, mà lực lượng Mỹ thì quá mạnh, mà nó dùng hỏa lực để nó diệt mình là chính thôi, chứ còn thực tế bộ binh nó ít ra. Thế lúc ấy mình gọi là cái chiến dịch của mình là lúc đó là mình kéo địch ra khỏi công sự mà đánh. Thế mình cứ câu vài quả pháo ra những quả đồi mình phục sẵn, nên là nó xuống là mình lại, chứ còn lực lượng mình cũng quá ít. Thế sau chiến dịch Đắc Tô thì tôi hôm ấy đánh trực tiếp cái trận đồi không tên, thì nó là ông tham mưu trưởng, ông tham mưu trưởng của tiểu đoàn 7 rất trẻ, nào trung úy trẻ lắm, tham mưu trưởng của tiểu đoàn 24 tuổi, rất trẻ, người Ngọc Lạc. Ông ấy chỉ huy lúc tôi lên thì lúc đó là địch nó quay vào rồi nó đánh, thì lúc đó là tôi cũng là cái thằng trinh sát cũng là ba danh rồi. Sau nó cũng đánh xong cái trận, ông thu được một số chiến lợi phẩm, trong đó có hai cái điện thoại PR-25 của Mỹ lúc đó, cái điện thoại của nó xách tay đấy, nó cũng hiện đại hơn mình nhiều. Thế sau chiến dịch Đắc Tô thì chúng tôi thì tôi lại bị thương, xong là về điều tôi về cái đại đội 36 của sư đoàn. Về đại đội 36 thì sau này sau tổng công kích là chúng tôi cũng chủ yếu là chúng tôi là đưa bộ binh vào, chứ trực tiếp đánh nhau thì chúng tôi không đánh nhau, chỉ đưa bộ binh vào đến hàng rào rồi trách nhiệm của tôi lên đây là hết. Đấy, sau này thì xuống đến Tây Ninh thì tôi ở B3 thì tôi chủ yếu đi ông Đàm Trung Ngụy, và ông Đàm Ngụy trước kia là ông trung đoàn trưởng của trung đoàn 18 hay là trung đoàn 174, vẫn là bố đó. Ông trung đoàn trưởng ông Đàm Trung Ngụy, còn ông thứ hai là chính ủy ông Lý Long Quân, gọi là trung đoàn Đàm Trung Ngụy Lý Long Quân đánh từ bên nào sang. Thế sau này tôi ông về làm sư phó thì bắt đầu là cái B của tôi, lúc đó tôi làm B trưởng thì theo ông Ngụy đi suốt xuống đi Tây Ninh. Thế sau đó là đánh Tây Ninh mất 2 năm, cũng vẫn là chủ yếu là trinh sát là chính thôi, chứ cũng tham dự thì đánh nhau nhiều. Thế nhưng mà to tát thì gọi đặc công thì gọi là bộ binh thì bên trinh sát thì chúng tôi gọi là tao ngộ chiến, gặp thiếu ánh không có thôi, chúng tôi không có trách nhiệm cái đó. Thế tôi đi với Đàm Xuân Mỹ lúc đó là sau đó là sau cái trận bom B52 nó đánh người thì bảo 23 lượt, nhưng mà trinh sát cũng tôi báo là 21 lượt, bởi vì chúng tôi nằm trong cái tọa độ ấy, không 21, 23 là 1. Thì nó đánh vào từ cái kho Lâm Bích đến cái sóng thiếc của anh, một phạm vi rất rộng mà nó bay thấp, cường độ nó bom rất dày. Thì hôm ấy tiểu đoàn 7, sư 7 mới lại có một cái đoàn văn công của tổng cục chính trị về diễn, là con nó tôi nhớ là con Thanh Đanh, người Thanh Hóa, hát bài cô gái quất trông cũng chả kém gì Tường Vi, tôi bảo cũng chả kém Tường Vi. Xong đó 11 giờ là bắt đầu bơi hai nó đánh từ dưới là về đến chỗ tôi. Sau đó sư trưởng sư 7 đây mất, thì ông Đạp Xuân Mỹ về đấy làm sư trưởng. Thì lúc đó là giằng co giữa tôi cái B trưởng B chính xác của tôi với ông Trân, ông sư trưởng ông Trân bảo bây giờ anh lấy ông công vụ thôi, chứ còn cái B trưởng là cái B ý là phải giả lại cho sư toàn một. Thế là ông Ngụy ông rất tiếc tôi thật, bởi vì chính ông Ngụy là một lần tôi đã cứu sống ông nhiều lần rồi. Ông bị bao vây một mình, chúng tôi quánh nhau cũng sắp suốt cái khu vực cái suối Chiếc, rồi thì cái chỗ sông Bà Hảo, rồi thì chỗ đường Trần Lệ Xuân, ông Ngụy mà không có chúng tôi giằng co thì ông cũng xong cái chỗ ấy rồi. Thế, sau đó là tôi được cái nhiệm vụ là chuyển xuống lúc cái thành lập cái đại đội 4,
Đại Đặc Công tháng 7 năm 69 là thành lập Đại Đặc Công, thì tôi điều tôi về làm đại đội phó cái đại đội Ý. Thế sau đó là đi hành quân xuống đồng bằng, thì đấy cũng như anh Hùng như vừa nói, cái đơn vị của anh là chả đánh trận nào ra gì. Xuống đây là bắt đầu là các ông như đánh chả được. Cái đấy tôi nói ngay cái trận Ba Xoài, đến vị ông Hùng đến vào rào phơi áo hết. Nó đánh cho các ông chạy chạy hết. Thế vì vậy cái Ba Xoài núi nó rất hung hách. Cái trận cái Ba Xoài núi đó là cái trại biệt kích của nó huấn luyện trên dưới, có trên dưới quá nổ mấy nghìn, 3.000 quân không ít đâu. Nó huấn luyện cái bọn biệt kích tương đối lớn, nó thách cộng sản vào đánh, nó vào tuyên bố Ba Xoài là thành trì vững chắc thứ hai của miền Tây Nam Bộ, nó tuyên bố luôn Sài Gòn thứ hai, thách cộng sản vào đánh. Thế xong là C4 chúng tôi là có nhiệm vụ là sang thì đánh là nhiều đêm vượt kênh rồi qua kênh rồi thì sang bên chúng tôi trực tiếp đánh Ba Xoài, cũng như nhiệm vụ hôm tôi nói rồi, Ba Xoài là chúng tôi diệt hơn 300, trong đó có số Mỹ, chúng tôi hy sinh mất 7, cho nên cái số này là chúng tôi là phải là cái trận Ba Xoài nằm dồn dã. Cái hai là dân ở đấy nó chửi bọn Ngụy, nó bảo là tại chúng mày thách cộng sản nó đánh làm gì, nó chả đánh, nó đánh trong mày vỡ mặt ấy. Thế là xây sau đó là cùng cái hôm ấy thì cũng đơn vị tôi đánh một điểm nữa, có anh Hóa, hôm nào thì C4 chúng tôi tổ chức tôi sẽ chỉ trị từng người một. Đấy là cái ông này là cắt rào cái trận đấy này, ông này đánh trận đấy này, không cứ việc thực thì chị thực thì nó nói trận. Bởi vì lúc ấy tôi làm cán bộ thì nó mức độ nó cũng nó rộng hơn một tí. Thế Ba Xoài trực tiếp tôi đánh nhau, hai anh em đánh cái núi đất. 30 tháng 4 năm 70 thì là chúng tôi trực tiếp đánh vào cái núi đất, thì đánh núi đất thì đánh có 2 mũi. Thế là mũi chúng tôi thì đánh từ đỉnh lên, thì hôm mà chị thì quay thì là ông Muôn ấy. Muôn đó mà chính trị phó đại đội, là sau đó là ông hôm đội cái mũ là sau đó tôi về là thấy chị có mà ảnh chứ, thì ông Muôn trực tiếp cắt rào, xong tôi đánh thì cũng phá hủy một số anh biết bản là thế thì Ngụy làm gì có số có cối 120, tôi bảo các anh nhầm rồi. Sau khi mình vượt kênh Mỹ Tế là coi là cái số vũ khí mình dư rất nhiều, thằng Ngụy nó kéo lên trong đó có 2 khẩu 120 nó đưa mẹ vào cái núi đất ấy. Thì đó là, thế là vì vậy là tại sao C4 là đánh có cả khối 120 và pháo 105 và khối 82 nữa chỗ đó. Thế sau khi chúng tôi diệt lên đấy xong là chúng tôi là cũng chưa kịp rút kinh nghiệm mà thật chị, thì chúng tôi được lệnh sang bên là tháng mùng 1 tháng 5 là chúng tôi đã vượt sang bên Campuchia để chuẩn bị đánh cái công Sư Bư rồi. Đánh công Sư Bư thì lúc đó là nói với anh chị chúng tôi có chuẩn bị gì đâu, cứ trinh sát ngựa đầu dùng đánh đấy, chưa có chuẩn bị gì cả, nhưng mà rồi cũng đánh giòn ra, cũng giải phóng được thành phố công Sư Bư, cũng làm chủ được 3 ngày. Tháng 5 năm bao nhiêu anh? Tháng 5 vào đánh công Sư Bư, tức là công Sư Bư thì vào độ giữa trung tuần tháng 5 năm 70 đấy. Đấy, thì lúc ấy đảo chính Campuchia thì nó đảo chính siêu lúc, thì lúc đó chúng tôi được lệnh sang là chiếm cái khu vực ý để làm cái hành lang cho mình, là cái đường dẫn đưa từ miền Bắc vào vũ khí, rồi thì quân dụng quân trang quân dụng đi thẳng con đường về. Thế sau là chúng tôi đánh công Sư Bư thì lúc đó là tôi mới giao cho tôi làm đại đội trưởng, thì lúc đó là ông Niêm ông bảo là không biết trẻ nó có làm ăn được gì không. Thế nên ông trung đoàn trưởng ông Ba Thi ông bảo là không biết thằng này trẻ nó có làm gì cho xem vốn được không, mà giờ nó đưa nó về xe. Ông Niêm bảo anh yên chí, thằng này là át chủ bài của Ngụy đấy, là chứ đấy. Thế à, thôi được, thế là tôi giao tôi là đại trưởng từ chính thức từ tháng 5 năm 70 thì bắt đầu giao tôi làm đại trưởng. Thế nói chung là trong thời gian cán bộ đánh Campuchia đánh nhiều trận, nhưng mà nổi trận nhiều trận, trận thứ nhất là đấy đánh công Sư Bư. Thế trận thứ hai là giải phóng thành phố Kirom, cái giải phóng Cam Rom Kirom là trả vào là nè, con trận thứ hai nó lên nó tái chiếm lại, nhưng mà xong nó biết là cũng không làm gì, nó bỏ nó đi. Cái thành phố Kirom nói chung là giải phóng luôn từ hồi nó trả lên làm nào. Xong chiến dịch đường 4 thì chúng tôi đánh cột áp suất, mở màn trận đầu tiên thì là C4 có nhiệm vụ đánh cột áp suất, rồi đánh nhà bay đạn, rồi đánh đèo Vân Đi, rồi đánh ngã tư đưa bộ, đánh công nội trách, công tràm. Nói chung là lúc ấy là C4 chúng tôi là nó quá mạnh, anh hiểu chưa, nó quân nó có ít nhưng mà nó quá mạnh. Người ta nói là C4 là nghe thấy C4 xuất quân nó bảo yên chí, các bạn thằng C4 nó đánh nó đâu được đấy, chưa bao giờ nó chịu thua lần nào cả. Cho nên anh nhiệm vụ binh nó rất tin anh em. Thế là sau này thì đến năm 72 mùng 1 tháng 9 năm 72 thì chúng tôi có nhiệm vụ là vượt qua kênh Mỹ Tế, cắm một cái núi dài, giải phóng cái núi dài này nên bàn đạp cho những sư trung đoàn 1 nên là làm chân đấy, thì vượt qua đấy thì chúng tôi đấy mất 6 anh hy sinh, mà chúng tôi đã lấy xác bây giờ đấy. Chúng tôi đã vào trực tiếp cùng gia đình là đưa vào tận anh em vào trong chúng tôi lấy ra, thì trong đó là 6 anh em chúng tôi đưa ra toàn bộ miền Bắc rồi.
Thế trong cái trận núi dài thì là chúng tôi là nói thật lực lượng mới có 8 hết quần, nhưng mà anh em vẫn bắt được 41 tù binh. 41 tù binh đưa sang Nam Hà. Nếu hôm nào mà chị gặp anh em số 4 tôi chỉ từng chị đây, để ông này đánh cái chỗ này, ông này đánh chỗ này, rồi thì ông nọ đánh chỗ này, ông nọ bắt tù binh, nó cụ thể hơn, bởi vì lúc đó là tôi làm cán bộ thì nó cũng rộng đấy rồi. Thế còn đến năm 76 thì đánh Campuchia thì nói thật với chị, lúc ấy tôi làm cán bộ trung đoàn nó cũng mình chả đánh nhau, mang tính nhất là chỉ huy chiến lược thôi, cũng không phải trực tiếp, cho nên cũng chả kể được, bởi vì anh em nó đánh chứ mình đánh đâu. Đấy, cho nên là thắng thì cái đơn vị nó thắng nhưng mình thắng đâu. Thế này nói thật với chị này, đơn vị tôi thì năm 70 là tuyên dương anh hùng. Lúc đó là cái bà Định mà về, bà hỏi tôi là tôi chả biết bà Định, nói thật chị tôi không biết bà nào bà Định đâu, ai nghĩ bà Định đâu. Thế, hỏi tôi một câu là thế này anh vào Nam lâu chưa, mà tôi là năm 67. Thế anh sư một thì theo sư một, tôi đeo tôi theo sư một từ 67 đến bây giờ là năm 70. Theo bà nói một câu này, thế nó cũng đã thọ rồi. Bà nói câu thế là thọ rồi, quá thọ rồi. Thế hỏi là thế anh cấp bậc gì, nói thật với chị đời cấp bậc ai nghĩ đến đâu, có ai nghĩ làm quan đâu. Nói thật tôi chả biết cấp bậc gì, giao tôi làm đại trưởng là đại trưởng, thế chả ai muốn làm quan, ăn cơm như lính. Mà làm quan thì suốt ngày đi chuẩn bị chiến trường, có lúc nào nghỉ đâu. Anh em bổ sung vào có khi là chưa biết mặt đã chết mẹ rồi, cho nên cái số anh em chết mất nhiều, quá hy sinh mất nhiều. Thế cho nên là bà Định mà phải hỏi ông Thái lúc bây giờ ông trưởng phòng cán bộ quân sự là thấy anh ngồi nhà này anh xây bậc phó đại trưởng. Thế bà bảo thế sao, thế không anh xây bậc trưởng. Bà báo cáo với thủ trưởng ông Thái, báo cáo thủ trưởng là bây giờ tiểu đoàn trưởng mình là cứ thiếu úy mà chuẩn úy, còn anh là đại đội trưởng mà một đơn vị đặc công độc lập thế này là xây bậc phó cũng đã quá hãnh diện rồi. Ông xem bà bảo anh đi bộ đội cũng lâu, anh phải xét cái thành tích của anh mà đi ở đơn vị anh hùng mà không anh phong xây bậc trưởng này anh hơi buồn đi, anh đưa đây tôi đề nghị anh là phong luôn. Thế là tháng 8 năm 70 chính thức là bà phong cho tôi là xây bậc trưởng đại trưởng. Thế sau này là đánh năm 72 thì cắm sang cắm gầm đất thì lại tuyên dương anh hùng lần thứ hai nữa, là sau khi mà anh bắt 41 tù binh rồi giải phóng đường 4, chiến dịch đường 4 thì anh em cũng đánh nhau nhiều trận, nó cũng thành tích nó quá to. Thế nên lúc đó là tuyên dương lần thứ hai thì sư đoàn thì mới cho tiền đi mua con bò. Thế là chúng tôi là sang bò chả mua được, bất bại một thằng miền đỏ là thịt bất gọi anh và anh gì đây là chết, anh nó thịt bẹ mất. Sau này cũng lấy được xác về rồi, anh em tôi đưa anh ấy về rồi. Thế còn năm 72 thì đưa vì anh hùng lúc ấy khổ lắm chị ạ, bà đưa cho tôi như thế là một bao thuốc, hai con chè Hồng Đào, bao thuốc thì bao thóc thuốc Điện Biên. Thế tôi mở ra bốc tôi là đơn vị tôi bây giờ là còn gần 40 mà bao thuốc có 20 thì chưa ai chứ đừng. Bà là thôi thì mỗi anh hút ít để mà hưởng miền Bắc này, nhớ miền Bắc này. Thế tôi bóc cái móc hết, tôi bóc cái móc hết rồi, tôi bảo thôi cái anh hưởng được thế là nhớ miền Bắc được. Anh em cười ao lên. Thế nói chung là anh em sẽ bốn tôi cái số cán bộ chết nhiều mất 6-7 cán bộ mới được, cái số cán bộ đại đội chết cũng nhiều, vừa bổ sung lên đi cán bộ chỉ được trận đã chết rồi, cho nên cái số chết nhiều. Nếu nói về nhiều cho nên cái tâm tư của tôi là tôi cũng rất muốn anh em giếng anh em số 4 mà không biết ông luôn thòi đâu ra cái thằng sống dai như đỉa. Anh em bảo sống dai như đỉa, ông nào nó sống dai thế chứ. Tôi bảo tao còn lâu mới chết, cho nên anh em bảo não sống dai như đỉa, công nhận não cũng nhiều mạng, nhiều lúc não nhiều mạng thế mà nó không chết. Cho nên là nói thật với chị, anh em số 4 nhà nó vẫn là tập trung, nó vẫn là mến tôi, nó vẫn quý tôi. Năm ngoái tôi tổ chức ở đây thì anh em số 4 nói chung là còn 19 anh đi hết, không anh nào không đi cả. Anh bảo nên thứ nhất là năm tham vòng đại được trưởng ngày xưa, thứ hai nên xem nhà cửa thế nào. Anh em mình thôi chiến cây cũ thì mình nói nhau để biết thôi, chứ còn ai biết về mình. Nói thật với chị này, cuộc sống thì khi về đời trường tôi năm 87 thì tôi về hưu rồi, năm nay đúng 30 năm đấy. Hôm nay chị phỏng vấn đúng 30 năm đấy, tôi về hưu đấy. Về nhà thì cuộc sống lúc ý đồng tiền nó cũng hẹp, cũng vất vả. Thế vợ con vất vả thì cố gắng xây dựng nhà cửa. Bây giờ cái đất này tôi cũng mua đấy chứ, không phải đất của nhà đâu, cũng mua lại của ông cậu. Nhà cửa đấy dựng lên này cũng là tay mình dựng nên, cũng chả có gì nhà nước trả tôi cho tôi gì. Hôm vừa rồi tôi hỏi nhà nước bảo thế chúng mày không cho tao 40 triệu để làm nhà, nó bảo nhà ông như thế đấy đâu có tiền làm nhà. Ông là xét nhà nghèo thế thì tao vượt nghèo thì chúng mày lại bảo là không cho, thế đến lúc tao để nghèo mãi thì cứ nghèo mãi. Tôi bảo cái nhà nước này chưa công bằng.